longer find another reason to breathe this air. And now we made for ourselves, this won't be the last time. I've never in my life ever seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Ở trong resort em thì có hai hồ bơi nước ngọt nha chị. Ở dưới á, còn tàu trên đây hoạt động. Còn ngoài biển thì có một hồ bơi nước mặn. Mình muốn ra biển thì có cái đường hầm á, đường hầm ra biển. Có đường hầm ra biển. Dạ đúng rồi. Cùng mình khám phá khách sạn đây nha, khám phá phòng nha. Hiện tại là cái phòng mình đặt á, theo như mình tìm hiểu thì 100% ở đây tất cả các phòng sẽ đều là view biển hết, 100% luôn nha. Đó, view biển các bạn nhìn thấy không, rất là ok đấy. Kệ đi, không mở được. À rồi, bạn Bách khỏe hơn. Wow, lần trước nào thật sự rất là đẹp. Villa này, khu villa này. Đó, là phòng rất ok nha, rất dễ chịu. Thử vào trong khám phá xem mình có gì trong này nào. Phòng ở đây trung bình thì sẽ là phòng bé nhất thì cũng phải là 42m², nghĩa là phòng đây khá là rộng, khá là ok. Mình sẽ luôn luôn đặt tiên quyết cho vấn đề mỗi một phòng khách sạn luôn luôn là nhà vệ sinh. Mình rất quan tâm đến cái này, vệ sinh, khu vệ sinh riêng này, nguồn rửa này, mọi thứ đầy đủ, khá sạch sẽ, ok. Dù sao cũng là 5 sao mà. Gương này ok, 48 này. Khu tắm sạch sẽ. Có khu tắm đứng cho những ai thích tắm đứng này. Có tắm vòi này. Dầu gội, sữa tắm, dầu xả đầy đủ này. Đó. Vòi ngâm kiếc xì xiếc này. Nói chung là ok đấy. Và phòng mình, giường mình, giường rộng phết. Nào, tiếp tục xem nào. Khăn tắm, khăn kiếc đầy đủ nha. Xem ở cái tủ này có gì nào. Đây, năm sao thì sẽ luôn luôn có cái này, choàng, máy sấy tóc, ghét đựng đồ, bảng giá dịch vụ giặt là, về cơ bản là ổn, không có ô như một số chỗ nhỉ, may mình tự mang rồi, nào, có đèn pin, xem nào, tủ lạnh. Mini bar nào. Đây, có mấy chai bia ở mấy chai nước. Không quá sung túc. Đồ ăn vặt trong phòng, trà, bánh, nước, bình siêu tốc. Ok, chỗ để đường. Phòng khá rộng. Giường này. Giường được. Phòng ok, giường ốc được, không bị lún quá, mình thích, không quá cao cũng được. Nói chung là đại loại là sạch sẽ, đèn này. Sạch sẽ ok, view được, thoải mái. Rồi, thoải mái, sạch sẽ, ok, view rất đẹp. So I can understand it, fully appreciate my standing.
find another reason to breathe this air. And now we made for ourselves, this won't be the last time. I've never in my life ever seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Đơn giản nào, thử cũng phải sáng. Ăn thì hầu như vẫn hết, hầu hết thì cái khách hàng năm sao khác vào buổi sáng. Vẫn là salad, bánh ngọt cơ bản đều có, thịt nguội thì biết. Vẫn là những món này chỉ khác hơn là ở đây cho chung thêm một cái bánh hỏi. Hôm qua mình ăn bánh hỏi có thấy ngon lắm, mình ăn trong này. À đâu, bánh bèo chứ. Bánh bèo, bánh hỏi. Vẫn là ăn phở. Bánh này, nước. Đồ trong miệng ở đây khá ngon đấy. Đồ tráng miệng ở đây ngon, đồ tráng miệng ở đây có nhiều loại bánh, có nhiều loại bánh pudding như gì đấy rất là ngon, trái cây thì cũng ngon, tí mình mới lấy, bây giờ mình ăn đã. Xin chào mọi người. Hôm nay là ngày thứ ba, là ngày cuối cùng vợ chồng mình ở Rosa Amba. Và bây giờ buổi sáng dậy, thời tiết vô cùng mát mẻ. Vợ chồng mình đang chuẩn bị đi ăn buffet ở dưới khách sạn. Sau đấy sẽ đi ra bờ biển đi ra. Thì trưa thì chào mọi người. Mọi người cùng theo vợ chồng mình rất hôm nay nhé. Buffet sáng thì là giống chỗ hôm qua mình chia sẻ đó. Còn nhưng mà hôm nay vì nếu mà nhà hàng mình thường đông ấy, thì người ta mới mở hai nhà hàng ăn sáng. Còn nếu mà nhà hàng vắng thì người ta sẽ chỉ mở một nhà hàng thôi. Và tất cả được đồ xuống bên dưới này cạnh bể bơi, chứ không phải chỗ hôm qua mình ăn. Hôm nay mọi người cùng đi xem nhé, xem ở đây có khác gì không nhé. Reason to breathe this air, and now we made for ourselves.